Chào buổi chiều tất cả mọi người. Mình sẽ đến nhanh với thông tin chiều ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8. Thì hơn 700 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ về Bến Tre trong đợt 2. Thì ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8, có hơn 230 người dân của tỉnh Bến Tre tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh được test nhanh miễn phí với SARS-CoV-2, sau đó lên xe về quê. Thì trước đó các công dân này có mặt tại trung tâm hội nghị White Place số 194 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận để tiêm vaccine. Đối với những người đã xét nghiệm nhanh và tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 thì chưa đủ khoảng cách thời gian để tiêm vaccine mũi 2 thì bỏ qua một tiêm vaccine và xét nghiệm nhanh. Thì trong đợt 2 này, tỉnh Bến Tre dự kiến đón 770 người từ thành phố Hồ Chí Minh về quê chia làm 3 ngày. Thì ngày hôm nay rước các công dân từ huyện Bình Đại, Dòng Trơm và Chợ Lách. Ngày mai sẽ là rước các công dân huyện Thạnh Phú, Châu Thành và Ba Tri, Mỏ Cày Nam. Ngày tới, ngày 17 tháng 8 sẽ đưa rước các công dân của Mỏ Cày Bắc và thành phố Bến Tre. Thì hôm nay các bạn nhìn thấy thông hình đó, thì các công dân đã được đưa về cách ly tại trường phổ thông trung học Phan Văn Trị, thời gian sẽ là 7 ngày tại Dòng Trơm. Thì các bạn cũng nhìn thấy đó là đưa cả xe máy của người dân về quê. Thì và thông tin tiếp theo chính là kế hoạch chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh trong 30 ngày tới. Thì 15 ngày tới thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giãn cách theo chỉ thị số 16, kéo giảm ca tử vong, mở rộng vùng xanh, kiểm soát dịch 7 quận huyện, tiêm vaccine cho tất cả mọi người trên 18 tuổi. Thông tin được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Thành Phong báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì sáng ngày hôm nay ngày 15 tháng 8. Hiện thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 144.700 ca nhiễm trải qua 38 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 và 16 tăng cường. Hôm nay thành phố sẽ tiếp tục giãn cách xã hội, dự kiến là sẽ kéo dài 1 tháng. Còn tại Bến Tre, chiều ngày hôm nay ngày 15 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo là sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ 0 phút ngày 16 tháng 8, tức là 0 giờ đêm nay, đến 0 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2021. Các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể để phòng chống dịch theo đúng tinh thần đã chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện tốt nghị quyết số 68 NQ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó quyết tâm đến 25 tháng 8 sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Mình cũng xin kết thúc nhanh thông tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.